Khuya ngày 10 tháng 12, Công an phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai từ những người có liên quan để điều tra làm rõ về hành vi đập phá trụ ATM xảy ra trên địa bàn. Trước đó, một người đàn ông đến trụ ATM của ngân hàng Sacombank nằm trên mặt tiền đường DT741, phường Hòa Lợi để rút tiền, nhưng không may bị trụ ATM đứt mất thẻ. Bực tức, người đàn ông này liền đập phá cây ATM rồi rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, một lúc sau, người này trở lại cây ATM và chờ công an đến. Tại cơ quan công an, người đàn ông cho biết do đang cần tiền lo việc gấp nên khi bị nuốt thẻ đã không làm chủ được bản thân. Trên địa bàn tỉnh Bình Dương, công nhân rất nhiều. Vào những ngày đầu tháng, công ty trả lương công nhân ra rút tiền rất nhiều, dẫn đến quá tải. Nhiều cây không hoạt động, những công nhân rất mệt mỏi và khó chịu.